Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay 3D Marker xin hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Cura. Thì đầu tiên chúng ta phải mở phần mềm lên. Sau đó chúng ta chọn file, có 3 cách. Nhấn vào load, chọn file. Cách thứ hai, các bạn vào file, chọn load model file, chọn file mà các bạn muốn in. Cách thứ ba là nhấn phím tổ hợp, Ctrl+L, chọn file. Ở đây mình chọn file AXIS. Ở bên trái màn hình thì có 3 cái icon. Icon đầu tiên thì đây là xoay các chiều của vật thể. Các bạn có thể điều chỉnh theo chiều mà các bạn muốn. Icon thứ hai, scale. Thì icon này thì cho chúng ta điều chỉnh được mức độ vật thể in lớn nhỏ so với mà mẫu chúng ta đã thiết kế. Icon thứ ba, mirror, cho chúng ta lật vật thể theo các chiều x, y, z, góc bên phải màn hình. Thì đây là cho chúng ta xem được một hình ảnh khác của vật thể. Thông thường thì chúng ta sẽ chọn layer để xem các lớp in của vật thể. Các bạn có thể xem các lớp in của vật thể bằng cách kéo cái thanh ở bên dưới. Như hình các bạn thấy thì ở đây chúng ta sẽ in vật thể này tổng cộng là 389 lớp. Chúng ta có thể xem ở từng lớp. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nhập dữ liệu thông số in tự động. Thì đây là những raw file mà 3D Marker đã cung cấp sẵn cho các bạn. Các bạn chỉ việc vào file Open Raw File, mở Raw File lên và sau đó chúng ta chọn 3 thông số Best, Good và Normal. Đây mình sẽ chọn Best. Thì các bạn sẽ đợi load thời gian in. Với các thông số này thì thời gian in của chúng ta sẽ là 2 tiếng 4 phút. Sau đó chúng ta sẽ thử một cái raw file khác. Các bạn vào file Open Raw File. Mình sẽ thử chọn với thông số Good. Thì với cái thông số này thì vật thể chúng ta sẽ in mất 1 tiếng 25 phút. Thì tùy vào các thông số mà chúng ta chọn, nếu mà chọn thông số tốt thì thời gian in sẽ lâu hơn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh các thông số bằng tay. Các bạn sẽ điều chỉnh bằng cái bảng ở bên góc trái màn hình. Đầu tiên là dòng layer 2, đây là thông số quan trọng nhất để xác định chất lượng in. Thông số này càng nhỏ thì chất lượng in càng cao nhưng tốn nhiều thời gian hơn. Thông số nhỏ nhất thì là 0.04, tùy theo dòng máy mà 3D Marker sẽ cung cấp cho các bạn. Để có chất lượng in tốt nhất thì các thông số này thường có giá trị là 0.2 hoặc 0.12. Ở đây mình sẽ chọn 0.12. Tiếp theo là dòng Cell Thickness. Đây là độ dày lớp vỏ bên ngoài của vật thể. Như các bạn thấy ở trên hình á, thì đây là các lớp màu đỏ ở bên ngoài. Cái thông số này càng lớn thì đồng nghĩa là lớp vỏ ngoài của vật thể càng dày. Thông thường thì thông số này thì bằng kích thước đầu phun gấp 2, 3 hoặc 4 lần. Hay nói cách khác thì là đây là bội số của kích thước đầu phun. Ví dụ như kích thước đầu phun là 0.4 thì chúng ta nên chọn là 0.8, 1.2 hoặc 1.6. Ở đây mình sẽ chọn là 1.2. Tiếp theo là dòng Bottom Top Thickness. Đây là thông số chỉ độ dày mỏng của đáy và đỉnh của vật thể.
Thông số càng lớn thì đồng nghĩa lớp vỏ đáy và lớp đỉnh của vật thể càng dày. Thông thường thì các thông số này thì có công thức là các lớp layer nhân 5. Ở đây mình chọn các lớp layer là 0.12, thì lớp bottom, lớp thickness thì mình chọn là 0.6. Tiếp theo là dòng fill density. Thông số này chỉ độ đặc ở bên trong của vật thể. Các thông số này càng lớn thì đồng nghĩa vật thể có độ đặc càng cao. Thông số này bằng 100, có nghĩa là vật thể in đặc hoàn toàn. Chúng ta có thể điều chỉnh các thông số này tùy theo độ dày đặc mà chúng ta muốn. Nhưng các thông số tốt nhất thì nên chọn nằm từ khoảng 20 đến 25%. Ở đây mình chọn độ dày đặc của nó là 25%. Tiếp theo là dòng Bring Speed. Đây là tốc độ in vật thể. Tốc độ in quá nhanh có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng in của vật thể. Nếu mà cái dòng layer càng nhỏ thì chỉnh tốc độ càng chậm lại theo cái tỷ lệ tương ứng. Chúng ta nên chọn các tốc độ in nằm trong khoảng từ 40 đến lớn đến nhỏ hơn hoặc bằng 80. Ở đây mình chọn là 80. Ở dòng tiếp theo thì đây là các thông số mà chúng ta điều chỉnh theo bảng thì mình sẽ cung cấp sao cho các bạn. Tiếp theo là dòng support type. Ở đây là thông số phương pháp in hỗ trợ đối với lại các vật thể phức tạp. Ở đây thì chúng ta nên chọn là everywhere. Nó sẽ có các lớp support chống đỡ như thế này. Tiếp theo là dòng platform. Đây là in lớp đế để tạo kết dính giữa bề mặt với lại mặt bàn tốt hơn. Chúng ta nên chọn đáp vào chúng ta nên chọn wrap. Tiếp theo dòng diameter. Đây là thông số đường kính sợi nhựa. Sợi nhựa thì chúng ta nên chọn 1.75. Dòng cuối cùng flow thì mặc định là 100. Sau khi đã hoàn thành thẻ basic thì chúng ta sẽ chuyển sang advanced. Mục đầu tiên thì là mục nozzle size. Thì đây là chọn độ phun. Thì với dòng máy của mình thì độ phun là 0.4. Tiếp theo là speed. Đây là tốc độ cuốn nhựa. Thì mình có thể liên hệ với nhà sản xuất để biết thông số này. Nhưng thường mặc định là 40. Tiếp theo là dòng distance. Đây là chiều dài cuộn nhựa. Người dùng cũng nên liên hệ với nhà sản xuất để biết thông số này. Thường các thông số này thì là mặc định. Mình chọn thông số này là 5. Mục tiếp theo là initon. Đây là độ dày nét in đầu tiên. Thông thường thì chọn là bằng 0.3. Tiếp theo là dòng cut off offset bottom. Cái mục này nếu chúng ta chọn bằng 0 thì vật thể in đủ 100%. Nếu chúng ta chọn bằng 10 thì có nghĩa là không in 10mm đáy vật thể. 20 thì nó sẽ không in 20mm của vật thể. Một đun Adjustment Overlap chỉ dành cho máy 2 đầu phun. Thì thông số này cũng là mặc định là 0.15. Dòng tiếp theo là Travel Speed. Đây là tốc độ di chuyển của đầu phun. Thì nó phụ thuộc cũng vào lớp support thai của mình.
Lốp xoáy bọt thai có thể đạt tốc độ tối đa là 250 m/s. Tuy nhiên, để đảm bảo được chất lượng và độ bền của máy thì chúng ta nên chọn là 100. Dòng tiếp theo, bottom layer speed, đây là tốc độ in lớp đáy vật thể. Lớp đáy vật thể nên được in với tốc độ chậm để tạo bề mặt liên kết tốt với lại bàn in, nên chọn thông số này là 20. Dòng tiếp theo, in field speed, đây là tốc độ bên trong của vật thể. Các lớp bên trong này không làm ảnh hưởng đến bề mặt mỹ thuật của vật thể nên có thể chọn tốc độ cao. Nếu cái thông số này bằng 0 có nghĩa là máy in sẽ in các lớp ở bên trong với tốc độ là spring speed. Chúng ta nên chọn thông số này là 40. Tiếp theo, outer shell speed, tốc độ in bề mặt của vật thể. Lớp bề mặt này được in tốc độ chậm để đảm bảo độ láng mịn và đồng đều, nên chọn thông số là 30. Dòng inner shell speed, tốc độ in bề mặt lớp trong của vật thể. Mặt bên trong của vật thể có thể in tốc độ cao hơn một chút so với tốc độ của bề mặt. Tuy nhiên, không để tốc độ in bề mặt của vật thể và tốc độ in của mặt trong của vật thể chênh lệch quá lớn sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng in. Và chúng ta nên chọn có sự cân nhắc. Ví dụ như ở trên mình chọn cái lớp bề mặt của vật thể là 30 thì lớp bên trong thì mình chọn là 40. Dòng minimal layer time, đây là thời gian in cách nhau giữa các lớp bề mặt nhựa để cho nó khô, thì nên chọn cái thông số là 5. Tiếp theo là expert tab. Chúng ta vào expert, open expert setting, hoặc nhanh hơn thì chúng ta có thể nhấn Ctrl E. Cái thông số này thì dùng để can thiệp sâu vào các thông số chi tiết của vật thể. Tuy nhiên, 3D Marker khuyên các bạn không nên tự ý điều chỉnh các thông số này, vì sau khi đã thử nghiệm nhiều lần để đưa ra các thông số bên dưới để cho các bạn dễ sử dụng hơn. Khi lần đầu tiên sử dụng phần mềm Cura, các bạn cần điều chỉnh các thông số như hình bên để có chất lượng in tốt nhất. Cura sẽ tự nhớ thông số này cho các lần in kế tiếp. Và đây là bảng thông số dành cho nhựa BLA, các bạn quan sát. Và đây là bảng thông số dành cho nhựa ABS. Các bạn nên chú ý quan sát các thông số này giữa nhựa PLA và ABS. Tiếp theo là margin tab. Chúng ta vào margin, chọn margin setting. Thì chúng ta chú ý ba dòng sau đây tương ứng với lại chiều rộng, chiều sâu và chiều cao của bàn in. Thì tùy vào máy mà chúng ta có cái kích thước bàn in khác nhau. Ở đây thì mình sử dụng máy 230 thì vật thể của cái bàn, kích thước bàn in của mình là 250. Chiều sâu là 300 và chiều cao là 250. Sau đây mình sẽ cung cấp cho các bạn bảng thông số in bằng nhựa PLA. Tiếp theo là bảng thông số in của nhựa ABS. Và đây là bảng thông số in chai lọ vật rỗng bằng nhựa PLA. Tiếp theo là bảng thông số in chai lọ vật rỗng bằng nhựa ABS. Sau khi mà chúng ta đã điều chỉnh được các thông số này xong rồi thì chúng ta có thể thực hiện các thao tác như là in thêm vật. Chúng ta kéo về một góc, sau đó nhấc chuột phải, chọn multiply offset. Sau đó đây là copy, thì chúng ta muốn thêm bao nhiêu vật thì chúng ta có thể ấn số lượng vào. Ở đây mình muốn copy 4 cái nữa. Nếu các bạn muốn bỏ một vật thể nào đó thì chúng ta chọn vật thể đó, sau đó nhấn delete. Rồi chúng ta đợi cho lát thời gian.
Thì thời gian in 4 vật thể này là 10 tiếng 58 phút và khối lượng in là 63 gam nhựa. Sau khi đã hoàn thành các thông số điều chỉnh và đặt các vật ở vị trí mặt bàn mà các bạn muốn in, sau đó thì save vào file, chọn save vào code. Sau đó đặt lại tên file, nhấn save. Thế là chúng ta đã có file Gcode code. Và các bạn chỉ việc chép ra USB và đem ra máy in, chúng ta tiến hành in. 3D Marker đã hướng dẫn các bạn xong phần cài đặt các thông số trong phần mềm Cura để có thể dễ dàng thực hiện thao tác in một file có định dạng là Gcode. Xin mời các bạn xem tiếp video clip hướng dẫn in 3D của 3D Marker.